là 25 tỷ USD. Đó là cái mục tiêu ở trong cái hội nghị toàn cầu 2011 có nêu ra là đến 2025 thì sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì tôi cho rằng HIVS sẽ quay trở lại. Việc chăm sóc, hỗ trợ cho người nhiễm HIV sẽ bị đẩy lùi vì không có kinh phí, vì họ là những cái nhóm mà gặp rất là nhiều khó khăn. Và đặc biệt tôi cho rằng cái điều mà anh Đức nói đây, tôi nói cũng có lẽ tôi nói hơi quá.